Hello. Thấy chưa? Chào tất cả mọi người nha. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với cái channel của mình. Thì mình lại là Hứa Văn Tường đây. Oh yeah. Thấy chưa? Nó anh em nhìn đâu. Thấy gì chưa? Vẫn là cái series đấy. Vẫn là Đào, cô gái quốc dân của chúng ta. Đây rồi. Trận này thì khá đông anh em ạ. Trận này mình đi nhảy đi lút dạo. Một team đằng sau nữa kìa. Đây đúng rồi. Hai team. Để mình xử xong bọn này thì mình sẽ lại giới thiệu cho anh em cái phần tập 8. Kiếm súng đã. Đây rồi. Hello baby. Các cưng ở đâu rồi? À chạy. Định mệnh. Chết rồi, mất nội tiếng game. Ôi ôi, từ từ mình chỉnh đã anh em ơi. Không được. Ok, đây rồi, vào rồi. Ui, gì đây? Cái gì căng vậy? Đây, mình lên tiếp sức đây. Ui, xong ạ, ở đâu? Đi vô bánh trai, rồi, xong. Xong một team. Còn team bên này nữa. Hello baby. Ai bắn cậu? Đâu rồi? Nên cái viên đạn đây anh em, còn có 19 viên là không đủ chơi mày anh em ạ. Mày ra nè, giết nó đi cậu ơi. Đào ơi. Bắn bỏ mỡ đi. Cái quần ngồi gì vậy? Đây, qua chỗ Đào đây anh em. Chỗ Đào đang có bắn nhau anh em ạ. Xin lỗi thế à, Đào giết rồi. Ok, bây giờ là đến phần giới thiệu. À, ngày hôm nay thì tập 8 của chúng ta sẽ coi như thế là ra mắt. Và theo như thể thọng nguyện vọng của anh em, mình phải... Ôi giời ơi, chơi với Đào chưa được cái top 1 nào. Từ, có tiếng bên ngoài. Úi trời ơi anh ơi. Anh ơi. Có một tiếng đằng sau nữa anh em ạ. Từ. Đang nghiên năng này, mảnh xanh cắm vào nít rồi. Anh làm gì vậy? Hello. Ông số 3 qua đây đi. Ui, thành viên số 3 chấm vào đây nhảy xong rồi. Nhìn thấy đông quá té luôn. Một nơi vậy. Đúng rồi. Chơi gì vậy? Chắc có sao bay. Đồng đội chắc có bền đâu. Hết chưa. Ok rồi. À thì ngày hôm nay tập 8 cũng đã ra mắt đây. Thì như theo nguyện vọng của anh em là chưa được cái top 1 nào để kéo Đào được về top 1. Nên là có người trên này này. Nên là hôm nay mình sẽ cố gắng gọi là hết sức có thể để kiếm được một cái top 1 cho Đào. Ui trời ơi, cũng như là cho anh em. Đây này, nó ở trên này đây này. Thò súng kìa. Nó ngồi trong hang đá hở chim ra ngoài này. Thò chim ra. Này thò chim ra này. Thò chim. Ui, hai thằng địch mệnh. Cứu. Hep. Cứu mình. Ui, nó xuống nó gạt này. Thôi xong rồi. Ui, bầu trời đang sập xuống. Ui. Ui, hay quá. Trời ơi, hay quá. Ngày hôm nay thì tập này cũng sẽ ra mắt thôi. Và hy vọng rằng là mình sẽ kiếm được cái thứ 1. Đau bụng quá anh em ạ. Cố gắng kiếm thứ 1 anh em ạ. Rồi mình sẽ dạy anh em cách tán gái. Ok, let's go. Clear rồi, đi thôi. Đây rồi. À, và sau đây thì mình xin trân trọng giới thiệu cái văn tán gái của mình. Rất nhiều anh em hỏi là anh ơi, anh có truyền bí kíp cái văn tán gái của Nguyễn Du cho em không? Đây, anh sẽ tin chuyên mừng đây. Bước đầu chúng nay Đào có đi làm không? Không làm hả? À, đúng rồi. Đi ngay mà. Đó. Có làm nhưng mà sao? Không có khách. À, không có khách à? Ấy. Hỏi nó phải mượt mà. Nhẹ nhàng tình cũ. Tí nó mới đổ. Giờ bà còn tha thiết tí nữa. À, tha thiết gì? Không có. Con mạng nó bị rè kiểu gì á. Bị lát. À, có người trên này này. Let's go. Theo mình nào. Kiếm top 1 nào. Ui, còn có hai mấy thằng thế này thì làm sao mà bắn được nhiều kill nhở?
Chết rồi, tiệt là buồn ngồi rồi. Trong cái tiệm có máy lạnh nhưng mà không được mở máy lạnh. Sao vậy? Bán quái luôn. Sao? Không phải không được mở nhưng mà mình tiết kiệm. Tiết kiệm dần cho chị chủ thôi. Ui, Đào ơi. Ui, có thằng chạy. Đâu? Mày chết mày rồi. À, nó thật. Đào ơi, trên này có người này. Đào có biết mà bây giờ Sài Gòn với cả Hà Nội nó nóng lắm không? Mà sao Đào không mở điều hòa? Ui giời ơi. Bốt hả? Có tiếng. Đâu rồi? À, nằm à? Hello baby. Trang vô xì. Rồi, chạp luôn Trang rồi. Quay lại cái chuyện cây điều hòa của Đào. Trời ơi, sao lại không bật điều hòa cái trời này? Trời này nóng lắm Đào ạ. Bật điều hòa lên chứ. Ôi trời, giọng nó mướt thế này. Mặt thì xinh mà điều hòa thì không có. Nó giảm nhan sắc đó. Nghe nếu mà có xem, nếu mà khi nào mà lộ mình thân phận thì nếu bạn có xem cái clip này thì cái gì đấy? Cái. Ui bố ơi, con lạy bố. Con đang dạy tán gái đó bố ơi. Bố đừng có làm giấy chứ. Lại hạ giọng xuống. Nếu Đào có xem được clip này. Ui mic ông súng ba ổn thế, lặng im nào. Trời ạ. Nếu Đào có xem được clip này thì nhớ là đừng có tiết kiệm điện cho cô chủ nữa nhé. Hãy bật lên và hưởng thụ. Đó. Nó phải gọi là hợp lý anh em ạ. À. Hợp lý vãi lì. Có điều hòa lại không bật. Trời ơi, người đâu mà vừa dễ thương mà vừa ngoan vậy. Tiết kiệm dùng cô chủ. Đào làm trang điểm. Trang điểm nè. Với cái gì nhở? Gội đầu anh em ạ. À. Trời ạ. Dễ thương hết sức, dễ thương. Cô gái. Let's go. Đưa Đào về tập 1 nào. Tại Đào không mở máy lạnh. Đúng. Hả? Đào phải mở máy lạnh. Nó quạt. Không mở máy lạnh. Ông ấy mới ảnh có sương mù hả? Hợp lý. Đúng rồi. Ôi có người. Ông ấy cứ làm nhiều quá rồi đúng không? Một thằng có người. Một team. Chạy đi đâu? Chạy đi đâu? Hai thằng. Còn một thằng nữa mình thấy tổng ba. Hello baby. Ông ơi, công lên nè. Công lên. Mình thấy hình như có 3 thằng. Đây rồi. Lia team này rồi. À không phải Lia. Không phải Lia. Ui còn còn tiếng nè. Cái bò đấy. Hai team. Ủa hả? Hai team. Ở đâu? Ui giật hết cả mình. Wow. Một team. Rồi xong rồi, xong rồi. Clear. Đủ 4. Ý gì clear hai team xem người lạ có trong trò. Xem người lạ. À, mình chơi cùng Đào và với một thanh niên người lạ anh em ạ. Người lạ có trầm trồ. Người lạ thoát rồi còn đâu. Trời ạ. À. Trầm trồ gì? Ủa? Ôi, chưa thoát kìa. Ghê. Cái gì? Ủa, người lạ vẫn còn kìa. Vẫn còn. Ui, thế người lạ trầm trồ rồi. Nói ui. Rồi, ông chấm một chỗ mà cứ... Đúng rồi, ông chấm một chỗ, ông lại nhảy một chỗ, ông chả chết. Thôi, ông xem tôi bắn này. Tôi xem, ông xem, tôi lấy top 1 cho Đào này. Xem ông có trầm trồ hay không? Này, có này. Bạn đứng đó làm gì? Không. Hai thằng chạy qua, nhìn cả rồi. Một thằng... Đỡ đạn cũng được mà. Mình tưởng nó nằm chứ nhở. À, trên hòn đá. Trên hòn đá. Đào thừa. Đây. Đẩy lên Đào ơi. Tụi bắn này yếu lắm luôn. Ok. Còn một. Ui, thôi xong. Đào ơi. Ok. Xong. Ổn. Ui giời ơi. Xong rồi. Hay da, à. Ghê, ui vãi. Yến Nhi ăn gì mà bắn hay vậy? Giỏi ghê, trời ạ. À. Ăn Yến Nhi ăn gì bắn? Trời ơi, cứ có Đào ở trong này nè. Cứ phải gọi là tiếp lửa luôn. Bắn. Đúng. Đã, mình sẽ dụ Đào lấy top 1 anh em ạ. À, dụ Đào hát lấy top 1. Kiểu gì mình cũng sẽ dụ Đào cho hát cho anh em xem. Chắc chắn sẽ có tập Đào hát nha anh em. Mình sẽ cố gắng. Giọng cô te như lay mà hát thì thôi. Thiệt. Gặp ráng nhiều dữ vậy ta. Hát đi. Đỉnh quá hả? Trời ạ. Quá đỉnh luôn ý.
Người lạ đang khen mình đỉnh kìa. Khen là khen Yến Nhi khen cả ngày. Đúng, khen mình khen cả ngày. Hợp lý, hợp lý. Các bạn có thể khen được câu khác được không? Đúng. Bạn có thể khen được câu khác không? Nghe hoài à. Trời ạ. Câu này trả lời thay Yến Nhi đúng không? Đúng rồi, trả lời thay Yến Nhi. Người đâu dễ thương vậy. Hát đi. Chị A hi hi. Còn 5 thí sinh nữa. Ui, coi đập rắn, đập rắn. Đập rắn đâu? Hình như không có trong này rồi. Nếu mà có trong này thì nó sẽ bắn mình rồi. Mình nghĩ là như vậy. Người lạ trầm trồ quá thì còn gì. Cố gắng kiếm cái top bột nào. Đấy, mình đã truyền gọi như là một số cái gọi là cái gọi là gì nhỉ? Đường cơ bản trong văn tán gái của Nguyễn Du của mình rồi đấy. Anh em đã học hỏi được gì chưa nào? Ngày 5-6 điếu. Cái gì? Ui, ông này chích kinh vậy. Ông này hút thuốc lào vãi đái. Bắn thuốc lào thì kê quên đường về luôn anh em ạ. Kinh vậy. Chúng ta rồi nè. Là chuyện đến lúc chúng ta ăn top 1 đó. Khu nhà không có người đâu. Hát đi. Ủa sao nào? Chạy lên đó rồi. Trời ạ. Hát đi. Ui, đều hát cái gì đây? Hát bài gì cũng được. Ui, chỉ cần nghe thiên thần hát thôi. Mọi chuyện là đều được gọi như là ổn hết. Bảo hát cái giọng vừa ho ngay. Chỉ cần nghe giọng, anh em tin không? Mình dám chắc với anh em 100%. Hát bài tìm mãi không thấy đi. Mà hát thôi, quên mẹ luôn anh em ạ. Được rồi, mình sẽ coi như là cố gắng để có thể là bảo đào hát. Chắc chắn mình hứa với anh em sẽ có một tập làm đào sẽ hát. Ok nha. Nếu mà trong trận này không hát thì chắc chắn mình sẽ hứa là có một tập mình sẽ có một tập coi như là dụ đào hát. Ui, giọng nó cứ phải hay đỉnh cao. Mình nghe giọng này thôi. Nó tưởng ông Châu ông thoát rồi ông vẫn xem. Người lạ đang trầm trồ. Đi thôi, let's go. Còn 5 thanh niên nữa thôi. Top 1 cận kề rồi. Ui, tưởng không nhiều kill mà lại nhiều kill không tưởng anh em ạ. Vừa lại còn 25 thằng, mình mới được có 6. Bây giờ mình 13 là cộng thêm 7 nữa. Ui. Ui, liệu rằng là còn 5 thanh niên 18 kill à? Ui, hợp lý thế nhỉ? Có tiếng bắn ở trên này. Nó ở cái khu nhà mà có cái đường đấy, mình nhớ là như vậy. Mà cái khu này chạy ra đấy thì là khu đường mẹ rồi. Rồi, tôi thấy ông theo Yến Nhi hơi bị sát luôn á. Đúng rồi, theo sát mình nè. Còn theo Yến Nhi. À kia rồi. Thấy. Mù mắt. Enemy trong nhà. Trong cái nhà sàn đó. Úi. À, nó bò vào nhà rồi. Nó bò vào nhà rồi. Này, bò này. À, có thằng chạy ngoài đường kìa. Ngoài đường kìa. À, chạy à. Ôi, vướng cái cây. Ôi, thanh niên nằm kìa. Áo này, tập đá này. Ui, nó vẫn nằm in cho mình bắn anh em. Ôi, cái gì đây? Ôi, trên có à? Bên trái. Ok. Cứu đi. Đào cứu đi để mình. 14 mạng rồi anh em ơi. Bên trên này có một thằng bắn này. Dưới này có một team này. Mình vừa lại thấy ít nhất là 2 thằng. Mình lốc một thằng là có 3 thằng. Có 3 thằng thì lốc một rồi, còn 2 à? Còn 2 thôi. Ủa, thế là cùng team rồi. Này, chạy. À, chạy à? À. Một viên. Nó nằm hết ở khu nhà của rồi rồi. Đâu rồi? Còn 2 thằng. Hai thằng. Mình thấy một thằng rồi. Còn một nữa thôi. Chắc chắn ở trên này thì ra đứng này. Bà Tân Vlog. Bà Tân Vlog sao lại vào chơi game? Gặp bé đèo đây. Bé đèo. Bà Tân Vlog các cháu ơi. Bà là bà Tân Vlog các cháu ơi. Nào có thanh niên cuối đâu? Đâu rồi? Hello baby. Nó ở đâu vậy ta? À, kia rồi. À, ui trời ơi, ông ơi, sao ông chạy xa vậy? Thằng mình nốc, đây này, thằng cuối cùng ở đây. Đây, nó ở đây. Thôi, coi như nó đã chết. Top 1 rồi. Anh em ơi, top 1 rồi. Này, chat cho đồng đội này. Top 1 rồi. Ui, top 1 đầu tiên. Top 1 đầu tiên cho nào. Top nè. Top rồi, nó ở đây này. Hello baby. Ủa, nó đâu rồi?
Ủa mình vừa thấy nó chạy ngang ở trên đồi mà. Thôi. Á á, tiếp trận. Ui. Thôi xong. Thôi xong. Wow. Wow. Hay chưa? Hay chưa? Hay quá ấy. Cấp 1 rồi nè. Ui 16 kill anh em ơi. Ok. Vậy là mình cũng đã kiếm được cái cấp 1 đầu tiên dành cho Đào trong cái series bộ phim do đài truyền hình Linh ATM sản xuất. Đào đã có một cái top 1 với 16 kill. Nhảy đi. Mở nhạc đi. Chất lừ. Nhảy. Ui giời ơi, nhạc nhẽo kinh quá. Ok, tập tiếp theo mình sẽ coi như là sẽ dụ được Đào hát. Ok, hẹn anh em một clip tiếp theo nhá. Anh em đừng quên bấm like và đăng ký kênh nhá. Bye bye. Wow. 9 năm anh em ạ. Subscribe vào YouTube này, nhớ subscribe kênh nhá. Mấy bạn nhớ subscribe kênh nhá.